Chào cả nhà nha. Hôm nay em ăn cháo gà nấm rơm cả nhà. Em đã làm sẵn con gà và bắc lên nồi đun này đây, chuẩn bị sôi rồi cả nhà này. Nấm rơm em đã rửa sạch rồi nhé cả nhà. Em đã rửa sạch rồi, giờ em cắt đôi nó ra để tí nữa em cho vào cháo nha. Cháo gà mình nấu với nấm rơm thì ăn ngon hết sảy luôn đúng không cả nhà. Cái gạo này em sẽ mang xay nhé cả nhà. Xay để mình nấu cháo cho nó nhanh nhừ hơn á. Với lại em thấy ăn như vậy nó ngon hơn cả nhà. Rồi giờ gà đã chín rồi em vớt gà ra nhé cả nhà ơi. Ôi con gà ngon quá trời luôn. Chân nó màu đen cả nhà. Chân gà màu đen. Nó không phải là gà đen nhưng chân nó màu đen. Cho gạo vào nhé cả nhà. Cái gạo xay này á, mình cho vào mình phải khuấy liền cả nhà, không là nó bón cục vào á. Cháo cũng được rồi, em cho gia vị nhé cả nhà. Cho hạt nêm mình chín với lại muối nha cả nhà ơi. Một xí nước mắm cho nó thơm nhé cả nhà. Rồi em cho nấm vào nhé cả nhà. Cái lòng mề gà em cho vào luôn. Bây giờ cái đầu hành này em cho vào trước nhé cả nhà. Bây giờ cháo cũng đã được rồi, em cho hành lá vào nhé cả nhà ơi. Cho hành lá vào tắt bếp nữa là xong. Rồi giờ nồi cháo gà của em đã xong rồi đấy cả nhà. Rồi bây giờ đã xong rồi nhé cả nhà. Em mời cả nhà ăn cháo gà cùng với em nha. Cháo gà nấm rơm nhé cả nhà. Cháo đang nóng thì em ăn gà trước nha cả nhà. Cho phép em dùng tay nha. Đây cả nhà ơi. Tay em đã rửa sạch rồi nhưng mà em dùng tay em chấm với chấm chéo nhé cả nhà. Chấm chéo này ai ăn được thì mới ăn được chứ còn nếu mà ăn không quen là khó ăn lắm cả nhà. Ui nó ngon quá. Gà nó vừa ăn lắm cả nhà, không có bị chai quá đâu. Cháo này ăn cả giá nha cả nhà, em cho giá vào.
cả nhà, video của em đến đây đã kết thúc rồi nhé. Em cảm ơn cả nhà theo dõi video của em. Mọi người yêu quý em thì cho em một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Bye bye.